Vậy huynh cũng biết góc độ nữa sao? Theo mình nằm góc độ nào? Theo mình nè. Chào huynh. Vô cái này là cái gì? Cái đó là cái gì vậy? Thịt mèo, con bánh mì. Này thịt mèo. Thịt mèo, con bánh mì. Bánh mì. Vậy ăn đó cái gì? Thịt mèo, bánh mì với cá biển kho. Trời đâu đủ thứ chưa hả? Đây là nước bông lại. Bông lại đâu? Đây là nước sạch bông lại. Vô mấy cái hũ gì mà hũ nước hết gánh nước sông lên. Yeah. Yeah. Ở đây có mình Mộc à? Lúc trước gì sống đây mình Mộc hay là có vợ con gì không? Không. Nhậu ngày nào cũng nhậu chơi cái gì? Ông cái cũng chào cậu chó, cái thuốc uống sinh hoạt cậu chó. Con vô yếu hút bụi con gió cũng còn gì làm nếu à. Thuốc à lấy đi thuốc nhiều quá ha. Em nếu đi rồi mình ở đây làm gì sống dài có mai đây mà có cậu mấy gì thôi chị huynh cũng biết góc độ nữa sao góc độ nào cho góc độ nấy nó gần chỗ theo mình nằm ở góc độ nào? Theo mình nè. Theo huynh nằm góc độ nào? Yeah. Ở ly đâu không uống bằng cái lon. Uống sáng nay uống hết cái chai đó không? Uống hết. Hết luôn. Trời cái bộ đồ thấy mặt kia im lắm mà sao mà bỏ uống chưa mà đụng bả kìa nè bạn điếu ơi dạ cầm bạn điếu cho đã liền rồi cảm ơn cảm chưa thấy không nhậu gì mình ăn cơm không? Cơm là mình nấu ở đâu? Nấu ở cái đất, cơm có đạp đo quay. Cái sàn này dưới đất này hả? Ừ, đúng rồi. Mông táo về cái này là gì đây? Có nước khác uống đi. Nước đá hả? Nước đá để đây. Nước đá lạnh của cậu ngọt. Anh nấu cơm chưa? Nấu rồi. Ra cái này cơm. Mình ở đây lâu mau rồi. Lâu. Lâu. Này giống thịt chuột quá. Này giống thịt chuột hết thịt gà. Mèo. Tổ thịt mèo. Gà chết rồi, mình đi chụp rồi. Tốt bữa tán nó hoài, cũng giết. Đậu ôi thịt mèo ghê hả mình nhậu ngày được mấy buổi bữa nay hả? Thôi mình nhậu ngày hai buổi không? Sáng buổi thôi. Sáng buổi, chiều buổi. Cơm mấy buổi? Cơm năng ngày mấy buổi? Nó yeah.
Rồi ngày nào cũng huynh cũng đi vòng vòng có thấy gom gì một đống đống đó huynh. Chị đánh đồ gà cứu lửa mà với buồn kéo ngủ với qua cái giấy vệ sinh chị bệnh để nốt bệnh. Dạ, yeah. Có chị bệnh tan hay sao? Có chị bệnh cậu gió nhưng mà hết dầu rồi. Dạ. Yeah. Cậu gió hả? Ừ. Đồ ngày đây. Gió chị bệnh đó, hết dầu rồi mà. Thôi là cãi. Ăn cũng cao mình ăn. Mình mới ăn nãy bác ăn ổn mì nãy rồi. Giờ thấy huynh mà đem cái kiếm đó đó. Rồi giờ, giờ có bánh biết có giỏ gì không? Nó giỏ rồi cho nó chế không à. Chế hả? Đồ mình tí chế hả? Chế cho hết không à. Ừ. Rồi nó gửi rồi, nó. Nó gì hết trời. Mình còn lấy kiếm mình cái nó phá hết chạy mình hết luôn. Nó có phá. Vũ đang cậu nào. Với mùi cho nó. Đó thì mấy nhà nó giáp lên đó. Ở trên cây cổ vớt cũng thì động hoài. Nè, nhà đâu rồi ra. À. Mua cho nó lạnh nhưng thuốc nó chết luôn. Có thiếu thuốc uống thiếu dầu cậu gió. Dần dần bệnh thuốc lạnh, thuốc rét bệnh. Có rồi nè, huynh nói huynh tùy theo nói là góc độ nào theo góc độ mấy mà huynh có biết cái huynh có biết một cái số vấn đề không mà huynh nói gì? Tôi muốn nhắn lại cái hay đó. Đó là tỉnh rồi như vậy phá lúc rồi. Huynh biết góc độ của huynh như thế nào không? Của cậu nó nào ghế rồi góc độ nấy vậy thôi. Nhưng mà ngày nào thì hay cái ngày đó. Ừ. Có thể huynh tiết lộ thêm một chút ít gì không được không huynh? Không, tôi không có lộ. Tại lộ chút được đi cho mình biết luôn đi. Biết rồi, biết rồi. Tại vì rõ 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 rõ. Cái đó mình tắt đó được không anh? Tắt cái gì đó? Không rồi, đó thì là chỉ cái là vô. Cái là vô, cái là của đại lý Mai Quỳnh Hưng. À nghe thì thôi. Cái là vô đúng rồi. Bán rồi thôi, nhưng mà bán con bò. Bán bò trên 1.000 nó kêu hen. Bây giờ thì từng là... Huynh ơi, có thể Huynh ơi chia sẻ về một số cái chuyện góc độ bên tâm linh được không Huynh? Kể cho mình nghe. Thầy trần mới trần cũ luôn. Trần mới trần cũ cho nó thầy thoải mái luôn. Nhưng nó đâu có hiểu được cái sự trần mới trần cũ như vậy. Trời ơi, tiền em đang nhiều chứ hả? Không có tiền nhiều. Nó mới xài tiền mới không cho xài tiền mới thì cũng được. Dạ. Yeah. Con có tiền mới nó gom hết trơn nó bỏ đi. Nó còn ăn cái này khác. Nó vẫn cho rồi thôi. Cho 50 ngàn, tôi bán bò. Cái nó không tôi bán. Nó không còn bán cũ. Rồi mình nhậu xong rồi mình làm gì nữa? Không, không ngủ. Ngủ từ nhà. Cứ ở trên nhà. Ừ. Rồi của mình có mang kiếm đâu đi đây đó nữa không? Không, mình chồng thôi. Họ giật cho cảnh rồi cũng là có tình trạng. Nhét thôi, nhét thôi.
có ai ai cái huynh gì? Dạ. Người huynh này chị bệnh ta là chị bệnh gì? Cậu gió. Cậu gió nợ cho hết chậu, có gì là cậu gió chứ bệnh. Cá nó mình mua hay gì huynh, hay là người ta tặng mình? Bình cũ không mà tặng. Tặng hả? Cá mà tặng cái gì không? Không dám đâu có tặng rồi. Đừng có uống vô, mình đã ông hút thuốc mà nó vụ, đừng có uống thuốc. Mình uống vụ uống thuốc đâu hay. Cái nào của huynh bán đục đục bán không lúc tài lúc tài chết bán lắm hả? Ừ, nó thấy gặp gạt rồi dọc trên tay rồi cái bộ đồ của huynh đâu? Món mai rồi hả? Món mai rồi bỏ hả? Món mai rồi món mai đâu? À, rồi còn quần cắt cái món mai nó mặc đi đây đi đó bộ quần kia đến chút con giống tiêu nữa. Mèo này mình ăn hết không? Này chắc thiêu hết rồi, chân làm lâu lâu mau rồi. Mới đây nè. Này thấy mồi nó lâu quá lâu rồi. Dân độc ăn mà, mình giờ chết giờ tường. Lâu, ai cũng lâu lắm rồi. Còn khác trở về mẹ cha rồi, nha cha rất là trở về mẹ cha rồi. Có hoàng cốt được nay cha hả? Ừ, chó con cũng đeo hoài rồi. Hôm mai mình xây dựng ăn không được. Nhà cho nó cũ không có thú hoài đạt cái người già nó chết lên cái thú bỏ mạng đó. Ai sống chết mà kệ ai. Người ai sống chết mà kệ ai. Đeo cái gì dữ vậy anh? Đeo cái gì lũ khủ chưa? Nặng hả? Ừ. Đeo cái lũ gió. Lũ ngày luôn. Ừ. Lũ gió rồi dư vào lũ gió. Nồi cơm này trong thấy nồi cơm chưa à? Ăn cơm nồi cơm đâu? Vậy là không có ăn cơm luôn hả? Vậy hàng ngày ăn với gì? Ăn mì với thắp no. Ăn mì sao chịu được? Bánh mì với khá uống nước no. Còn cơm, cơm có ăn không? Không, tôi uống khác gì. Bánh kẹo ngọt đường đá lạnh khác.
lộn ghẹo nước miếng rồi, đang uống rồi mà uống uống hàng hoa nước miếng rồi lộn rồi uống nó hụ nó làm nảy. Cái đó cái gì nữa? Nước lạnh hả? Say hả? Say. Không uống nó đậm. Nó té hoài không có nổi đâu. Nghỉ hả? Nghỉ rồi mình tính làm gì nữa đây? Bỏ nghỉ, không nhậu nữa. Đá không được. Đá không. Không nhậu rồi. Không nhậu nữa đâu. Vậy là tính đi đâu nữa? Vọng nhà ngủ. Ngủ à? Ai ai đuổi? Nằm giọng cho đừng chán. Thấy thấy có ai đuổi đâu? Nằm giọng nói cho đừng chán. Nó giọng nào được chứ nó đứt cái trời. Dọc dãi nó ở kiểu bờ ở cái nón hả? Nón của ai cho đẹp chứ? Tôi quên nữa. Quên bắn kêu không? Lấy cầm cái đao thấy không? Cái đó gì vậy? Cái thuốc hả? Súng đâu? Súng đâu? Súng đẩy xuống lưng cái gì kìa. Ai chơi? Quên đi đâu đi rồi. Thôi sư huynh cũng đã đi rồi, mình cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại video tiếp theo nhé. Chào tất cả mọi người.